Xin chào các quý vị khán giả của Ai Việt Nam. Từ khi còn trong thai nghén, vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu và sản xuất đã là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt nhiều kỳ vọng, đáp lại mong đợi của mọi người. Ông Hồ Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty Nanogen cho biết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để có thể sản xuất vaccine đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian sớm nhất. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Tuy là một quốc gia non trẻ nhưng những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy tinh thần cuột cường của dân tộc ta. Vaccine Nanocovax xuất sắc vượt qua giai đoạn kiểm duyệt khắt khe của WHO để chính thức xuất xưởng với 200.000 liều vaccine. Đáng chú ý là giá thành của một liều vaccine made in Việt Nam rơi vào 120.000 đồng trên một liều, chưa bao gồm thuế VAT, được xem là rẻ nhất trên thế giới. Liệu bước nhảy vọt trong công tác nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa COVID-19 có giúp người dân Việt Nam trở về với cuộc sống bình thường hay không? Hãy cùng Ai Việt Nam xem hết video ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời nhé! Các bạn khán giả thân mến, từ tháng 5 năm 2020, công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen đã tiến hành nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh với các siêu cường quốc, thì tỷ lệ Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine phòng COVID-19 là rất nhỏ. Nhiều người còn xem đây là giấc mơ khó có thể trở thành hiện thực của người Việt. Và thực tế đã chứng minh nghi ngờ của bạn bè quốc tế về khả năng của Việt Nam là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta khiến cả thế giới ngã ngửa về năng lực vượt trội của người Việt. Theo Bộ Y tế cho biết, hiện nay Việt Nam là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất được vaccine, đồng thời cũng là một trong 39 quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận chất lượng quản lý vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo thông tin trước đó, công ty Nanogen đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2020, giai đoạn 2 từ ngày 26 tháng 2 năm 2021 và giai đoạn 3 chính thức từ ngày 11 tháng 6 năm 2021. Trước mắt, kết quả thử nghiệm lâm sàng của lần thử nghiệm thứ nhất và lần thử nghiệm thứ hai đều vô cùng thuận lợi. Kết quả thử nghiệm cho thấy 100% tình nguyện viên tham gia tiêm chủng đều sản sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%, một con số vượt ngoài sức tưởng tượng. Còn về giai đoạn 3, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học, Học viện Quân y cho biết, trước khi tiêm thử nghiệm, các tình nguyện viên đều phải khai báo y tế, khám sinh hiệu đo các chỉ số dấu hiệu sinh tồn. Bên cạnh đó, còn cần kiểm tra cho những nữ tình nguyện viên trong độ tuổi sinh sản để xem có đang mang thai hay không, sau đó mới tiến hành tiêm chủng trên người. Hiện nay đã có 13.000 tình nguyện viên đợt 3A và 3B hoàn thành mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên của vaccine Nanocovax vào ngày 14 tháng 7. Sau đó có 1.004 tình nguyện viên đợt 3A hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào 22 tháng 7. Theo như kết quả theo dõi thì tới nay, sức khỏe của các tình nguyện viên vẫn luôn ổn định, chưa phát hiện bất kỳ một trường hợp nào có phản ứng ngoài dự kiến, đáp ứng khả năng sinh miễn dịch và trung hòa tốt kể cả biến chủng Delta. Trước mắt, công ty Nanogen dự định sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm mũi thứ hai của giai đoạn 3 cho tất cả các tình nguyện viên còn lại trước ngày 14 tháng 8. Đợt tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax lần này vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện tại nhiều trung tâm ở phía Bắc do Học viện Quân y làm đầu mối triển khai. Dự kiến ở tỉnh Hưng Yên sẽ có khoảng 6.000 tình nguyện viên tham gia tiêm chủng, còn ở phía Nam sẽ do Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối triển khai. Dự kiến sẽ tiêm chủng ở tỉnh Long An và Tiền Giang với khoảng 6.000 tình nguyện viên. Liên quan đến tương lai của vaccine Made in Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, về chủ trương, Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Nanogen cũng như các công ty, đơn vị trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine phòng COVID-19 với mong muốn sớm nhất có vaccine Made in Việt Nam để chủ động nguồn cung vaccine trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, các quốc gia trên thế giới và đối tác cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian sắp tới. Trong đó, Việt Nam sẽ nhận được hơn 3 triệu liều vaccine của Mỹ thông qua chương trình COVAX Facility. Romania hỗ trợ thêm 100.000 liều và Australia cam kết hỗ trợ 1,5 triệu liều. Ngoài ra, các nước như Anh, Cuba và Đức cũng có cam kết về việc hỗ trợ ưu tiên hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Không để người dân phải chờ đợi quá lâu vào tương lai vaccine Việt Nam được xuất xưởng, thì mới đây, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi tới công ty cổ phần Vĩnh Hoàn về việc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp quyết định chấp thuận chủ trương thu mua vaccine Nanocovax của công ty Vĩnh Hoàn. Cụ thể, công ty Vĩnh Hoàn cam kết sẽ chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng nguyên tắc với công ty sản xuất vaccine Nanocovax là công ty Nanogen với số lượng dự kiến là 200.000 liều. Trước mắt là giá thành được hai bên thỏa thuận
và chốt là 120.000 đồng trên một liều, chưa bao gồm thuế VAT. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ chỉ đạo Sở Y tế tỉnh phối hợp và hướng dẫn công ty Vĩnh Hoàn trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine Nanocovax theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, dựa trên nhu cầu sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của các doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng ký, thì công ty Vĩnh Hoàn cho biết sẽ có sự điều chỉnh hợp lý về số lượng dự kiến ban đầu và sẽ đặt hàng theo từng đơn hàng cụ thể đối với công ty Nanoken. Chắc hẳn ngay tới đây, quý vị khán giả sẽ có nhiều thắc mắc về tiềm lực công ty Vĩnh Hoàn và lý do tại sao họ lại đặt mua một số lượng lớn vaccine Việt Nam như vậy. Được biết, Vĩnh Hoàn là công ty chế biến và xuất khẩu cá tra, cá ba sa lớn nhất thị trường Việt Nam. Vốn điều lệ của công ty hiện rơi vào khoảng 1.834 tỷ đồng. Không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà Vĩnh Hoàn còn vươn mình chiếm lĩnh thị phần xuất khẩu cá tra tại Mỹ. Có đến 4 nhà máy trên tổng 13 nhà máy sản xuất được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt theo chương trình kiểm tra cá da trơn. Đáng chú ý là vào ngày 26 tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã chính thức công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát định kỳ 16 POR-16 đối với các lô hàng cá tra Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Trong đó, công ty Vĩnh Hoàn là đơn vị duy nhất chịu mức thuế $0 trên 1kg. Vào quý 2 năm 2020, lãi dòng hợp nhất với công ty Vĩnh Hoàn đạt 261 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Với những con số ấn tượng trên, không nói quá khi nhận định tiềm lực của công ty này là rất lớn. Còn lý do tại sao công ty Vĩnh Hoàn thu mua một số lượng lớn vaccine Việt Nam thì theo cộng đồng mạng lý giải, đây là hành động đề cao phương châm người Việt dùng hàng Việt. Nếu như công ty Vĩnh Hoàn có thể mang cá tra Việt Nam sang tận thị trường Mỹ thì vaccine Made in Việt Nam cũng có thể làm như vậy và còn hơn thế nữa. Rồi sẽ đến một ngày người dân Việt Nam vỗ ngực tự hào về những thành tựu mà dân tộc mình đạt được trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu tự chủ về vaccine ngừa COVID-19 thì mới đây, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã cho biết, trong thời gian vừa qua, song song với việc triển khai mạnh mẽ công tác ngoại giao vaccine để nhằm vận động các đối tác, các nước, các tổ chức quốc tế về khả năng mua, viện trợ vaccine phòng chống COVID-19, Việt Nam cũng đã tập trung tìm kiếm các cơ hội hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nhằm bảo đảm nguồn cung lâu dài trong nước, tiến tới khả năng có thể tự chủ về vaccine phòng chống COVID-19. Dựa trên những kết quả của 3 đợt thử nghiệm lâm sàng, thì Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhanh chóng tiến hành xem xét, kiểm tra để đề xuất cấp giấy phép lưu hành khẩn cấp đối với vaccine Nanocovax. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế về khả năng đàm phán hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với các đối tác tiềm năng của Mỹ, Nhật Bản, Nga, Cuba, Israel, Anh và Đức. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết, tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhận được hơn 8 triệu liều vaccine của các đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế, và con số này vẫn còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Ông bà ta nói, ở hiền gặp lành quả không có sai. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc chiến chống lại COVID-19, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình của bạn bè quốc tế, các tổ chức trên thế giới về thiết bị, vật tư y tế và các nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Đáp lại tình cảm to lớn của chính phủ các nước, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, Việt Nam hoan nghênh và chân thành cảm ơn những hỗ trợ, giúp đỡ rất kịp thời và thiết thực của đối tác, các nước, các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cuối cùng, các bạn nghĩ sao về triển vọng của Việt Nam trong cuộc chạy đua sản xuất vaccine ngừa COVID-19? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của iVietnam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn iVietnam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.